Đây tập đường thứ ba con ích lấy gần mắt. Thank you.
keo iPhone này là mình có dùng cái A99 là
con nào nát nát quá thì mình bỏ, cơ bản là sẽ giữ.
keo để cái vùng TA999 này. Con nào giữ giòn thì có thể dùng TA999 cũng được. Còn con nào bóc, bóc giòn thì mình sẽ dùng nước này. Nó rất là dốc. Nước kia bóc giòn này, nhìn này, keo là sạch, rất là dốc luôn được. Đấy, sáng bóng luôn. Mọi thứ đều là mỏi tại trên màn. Tất cả keo của nó đều nằm ở trên màn hết.
xem nhạc nào mà cho nó kêu lên.
Sinh và nó không bị mất cái màu đen ấy, mà mình lau bằng te 99 là nó bay hết. Không vệ sinh mà không mất cái màu đen thì mình dùng 530 mình lau là vừa sạch lại nó vừa không bị bay màu đen.
trừ lấy trang phục.
Làm nước gì thì tránh củ cáp đấy.
luôn này. Anh em xem cảm thì mình bán là chứ không gửi cho anh em là được test hết rồi. Có cả bộ phận phần mềm, có cái bộ test cảm đánh số luôn. Đây, ví dụ như đây này, trước khi nếu mà bán thì cái là đã có video của cái này gửi sẵn luôn cho anh em này. Những cái giòn gì như lúc nãy mình giữ nó xong rồi mình sẽ tái sử dụng, mình đóng vào nó sẽ rất là khớp khít đẹp. Xin thô là đã làm xong hết rồi. Đèn xoay bụi lên.
Gần như hết bọt luôn. So
Mời bạn bè em làm gì? Thôi thôi. Thôi. Đi xong là anh cứ ra ngoài đợi chị một chút, nhìn ra ngoài nè.
bao luôn, còn gì có cái chuyện còn. Nó bị bung như này ra nhá, kéo ra phát là đi cả cổ luôn, tại vì nó đúng thớ của nó phát là đi luôn, đi sạch sẽ luôn. Mà anh bị khổ cảm ứng ấy, có thể cũng là do bị thế. Nó dài, thế giờ không rộng không? Cái kia nếu mà bị ấy đấy là phải thay tốt này nhỉ? Thay cảm ứng. Mượn cái phun keo spa nhé. Không, chỉ nếu đứt ở trên màn thì...
một chén cơm chiều lên lòng chưa nó ra sát khổ quá sống đôi rách bờ hỏi ai ai có đường chờ chú ý ngày tâm tôi đêm đêm ly lông cực cứng mình dỡ lại nhé, không phải cái nào cũng đi mấy ly lông cực cứng mà bọc cả keo ra vẫn có anh có thể nhiều quá thì bỏ.